Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh Long An đêm nay sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 27 độ. Độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước khu vực phía Bắc ít biến đổi. Dự báo cho ngày mai 12 tháng 10, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Mộc Hóa là 1,32m, tại trạm Tân Hưng là 2,10m, tại trạm Vĩnh Hưng là 2,10m và 2,61m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn đạt mức 1,88m. Còn đối với khu vực phía Nam, mực nước sẽ lên theo kỳ triều cường cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất vào ngày mai là 1,34m, còn ở trạm Bến Lức là 1,53m. Trong ngày sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 3 giờ cho đến 5 giờ và từ 14 giờ cho đến 16 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới khu vực Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Bộ hoạt động mạnh lên. Áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ hoạt động mạnh. Phía Bắc không khí tăng cường xuống Bắc Bộ, gió đổi hướng, có cường độ yếu trên khu vực. Sau đây là phần dự báo chi tiết. Thưa quý vị, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, theo dự báo, khu vực này đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào nhiều nơi và rải rác sẽ có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc và sét, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, đêm nay và chiều tối mai, khu vực này sẽ có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc và sét. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 25 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.